không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười thử thách dưới chông gai, sống vươn lên theo kịp bước chân Ngài, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn dương, sống hiên ngang danh lợi chẳng coi thường, bất biến động dòng đời vàng biến. Hello, chào mọi người. Trước mặt mình là ngôi chùa Hưng Thiền, được tọa lạc tại xã Mỹ Hội, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi chùa này là do Đi sư Thích Nữ Chơ Lan chủ trì. Chùa này được xây dựng theo kiến trúc của Phật giáo cổ điển. Chùa này nằm ở trên quốc lộ 30. Đây là cái cây cầu vượt để bắc ngang qua bên kia chùa, để cho Phật tử và những người đến đây viếng chùa đi qua, tại vì đây là cái quốc lộ 30, xe rất là đông nha. Còn ở phía trước mặt mình là cái cổng chính. Có hai cái lối đi riêng, bên phải và bên trái. Ở phía trong thì có một bức tượng Phật rất là lớn luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong tham quan và tìm hiểu ngôi chùa này nha. Còn ở bên tảng đá này thì cũng có khắc mấy câu thơ rất là hay. Vui đời, vui trong khổ, khổ đạo, khổ thành vui, hết nợ vào vui khổ, nhẹ bước dời thảnh thơi. Rất là hay phải không các bạn? Tiếp theo ở tảng đá bên này thì cũng có những dòng thơ rất là hay, mình xin đọc nha. Không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười thử thách dưới chông gai, sống vươn lên theo kiếp bước chân Ngài, sống chan hòa với những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn dương, sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường, bất biến dữ dòng đời vạn biến.